Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay lại là một trận tầm mà tháng đến từ server S7, được chia sẻ bởi một người anh em, đó là Nguyễn Xuân Quang nha. Và có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ hết gần hết vòng số 1 rồi anh em ơi. Hiện tại bây giờ vẫn còn 17 team, một số lượng đội rất nhiều cho một trận tâm ma. Và nhân vật chính của chúng ta đang lang thang khắp bản đồ nhưng mà không thấy bóng dáng quân địch ở đâu cả. Về đỉnh thường nhân tiếp tục là trang bị ngựa bí kiếp, vẫn chưa có thất thám và đấu chuyển tình gì nè em ơi. Rõ ràng là ở vòng số 1 chúng ta đang bị vất vả rất nhiều bởi những cái pha giao tranh nha. Rồi, chạy thật lẹ về thương nhân còn lại xem là mình có mua được quyển đấu chuyển tinh di hay không anh em ơi. Ui ui, cẩn thận mất né rồi. Và bên này có cái gì nữa đây? Đó chính là dương môn, nhưng thời gian đã hết. Một quyển thất thám, một quyển đấu chuyển tinh di, bán đồ, lẹ anh em ạ. Ui, bán luôn cái viên phục ma thạch, trời rất lớn nha. Đó là cách bán đồ nhanh nhất và chúng ta đã full được các loại bí kíp. Như vậy, bây giờ vòng số 2 chuẩn bị bắt đầu. Thì chúng ta vẫn còn 15 đội, một số lượng đội rất nhiều cho một trận tâm ma. Và đặc biệt đây là trận tâm ma tháng, do đó anh em cần phải thận trọng hơn ở vòng số 2 nha anh em ơi. Rồi, vòng số 2 chuẩn bị bắt đầu. Bây giờ bảo đảm anh em di chuyển ô nào là cũng sẽ gặp kẻ địch. Đây có cái gì đây, kéo nó lại bả đau. Ôi ôi, thôi, nó búp bự lên một cái thì mình sắp mặt ngay. Mới vô vòng số 2 mà chết hết một team rồi, còn 14 đội. Hồi máu đi anh em ơi, mình trong thời gian chờ đợi các nguồn tài nguyên thì mình hồi máu nha. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị chết tài nguyên. Hiện tại chúng ta không về thương nhân được vì không có tài nguyên. Cẩn thận tiêu dao. Ôi, hai con tiêm dao nhây với nhau. Ôi, thất thám nữa kìa, cấu né. Đó, chọt chọt coi nó có chạy lên hay không. Vấn đề là nó không có chạy lên, thôi bỏ luôn. Có bầu kích kìa, chỗ tiêm dao bây giờ anh em có bầu kích là cực kỳ thơm. Kéo lại, trượt rồi anh em ơi. Ngồi lại tiếp tục chọt, nhưng mà tim bạn không có chạy qua. Bây giờ còn 12 đội, đã có thêm 2 đội nữa lên bảng điểm số. Và chúng ta lại tiếp tục di chuyển. Rất trống luôn nha anh em ơi. Đã có một đội nữa là bảng số. Và chúng ta đang phát hiện một huyền thủy yếu máu. Tại đây có cả thiên vương lóc lên. Và lóc được thiên vương rồi. Huyền thủy thiên vương trung tim. Như vậy là thiên vương đã mất 7x. Chắc chắn bên khu vực số 7 hoặc đâu đó ở khu vực này có giao tranh. Chơi tiêu dao thì anh em chú ý là mình phải canh được lưới. Bảy dương môn thì mình phải cẩn thận anh em ơi. Không có combo là không chơi lại dương môn đâu. Tiêu dao thì anh em nếu mà chúng ta solo cẩn trọng, canh được lượng né tránh thì mình sẽ có tỷ lệ win rất cao. Hiện tại mình đang bị mất né rồi anh em ạ. Anh em chờ khoảng 10 giây nữa chúng ta quay. Ôi trời, nó lóc mình lên kìa. Có quyền thủy bên này, ôi quay trở lại luôn, quá lớn. Võ đan, thần cơ. Rồi, thất thám như vậy, hình như là có cả cung lôn nữa. Cung lôn đã bị xử lý, thần cơ một vệt máu. Thần cơ đã chạy được về bên kia và chúng ta kéo. Vậy mà thần cơ vẫn chết anh em ạ. Ảo dã man. Bây giờ chúng ta còn 10 team. Anh em quánh mình thấy cảm thấy đau tim quá trời luôn em ơi. Hồi đầy máu đi anh em, rồi mình có những combat cho nó mạnh tay chút anh em ạ. Anh em để lượng máu mình thấy nguy hiểm dã man luôn á trời. Như vậy chúng ta vẫn còn 9 team, có một tiêu dao và một phải gì đó nữa đang theo sau. Đây đấy, ui nó có quần nữa kìa. Xung quanh toàn là kẻ địch. Rồi, ảo tượng chuẩn bị xuất hiện nha anh em ơi. Bây giờ ảo tượng ngay khu vực số 6 luôn. Và chúng ta đang mở ảo tượng. Có quyền thủy, kéo lại, lóc lên. Thật thảm. Một vệt máu và một cái lướt nữa. Huyền thủy lên bảng điểm số. Quá đen. Như vậy bây giờ chỉ còn có 6 team. Và chúng ta đã mở thành công cái ảo tượng tại khu vực số 6 rồi.
Trời ơi, một mình ăn một cáo tượng là hơi bị thơm anh em ạ. À. Ui, cái gì đây, cái gì đây, có một cái quần. Bây giờ chạy về 1 hay là chạy về 7? Không, chạy về 5, chắc chắn khu vực số 4 có người. Tiêu dao, kéo trượt rồi, lướt cũng trượt luôn rồi, có cả ba đao nữa anh em ơi. Wow, vẫn còn hay kim. Thôi, hết quần rồi thì mình sẽ mở tiếp tục các cái rương tại khu vực số 4 nha. Ba đao là cái kèo khá căng, nãy giờ mình không thấy các môn phái hệ hỏa anh em ạ. Có cả thiên vương, ui ui, cực căng. Ui, Nga My nữa kìa, Nga My đóng cái lồng cái nữa là hết chạy đó anh em. Đó, biết ngay là nó sẽ đóng lồng nhưng chúng ta đã thoát thành công. Nói chung là Nga My hơi bị dở nha. Tiêu dao cung lồn, tiêu dao có cả bầu kích đỏ rực luôn. Trời ơi, rất là căng. Bây giờ anh em sẽ làm gì anh em? Bây giờ mình lại tiếp tục đi chết đồ ăn thôi anh em ơi. Mình cứ việc di chuyển chết đồ ăn, trong quá trình anh em chết đồ ăn mình gặp team nào thì mình sẽ chơi team đó luôn. Nhưng mà hãy kiểm tra thử xem khu vực số 6 có giao tranh hay không. Lúc nãy có thiên vương, có Nga My và chúng ta có một cái quần thể kim càng ở đây chạy về khu vực số 6. Đấy, cung lôn và tiêu dao có lẽ là xử lý được thiên vương và Nga My rồi. Mới lóc mà trượt rồi. Tiêu dao bên kia rất tỉnh nha. Mình chưa cấu né được tiêu dao, do đó anh em lóc là sợ trượt. Anh em muốn lóc cung lôn. Theo suy đoán của mình, rất có thể là team Thiên Vương Nga My đã lên 7 điểm số. Chúng ta sẽ còn một bá đao, một team tiêu dao cung lôn. Đây, nó tới, 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 trời. Trong cái khoảng thời gian gọi là dầu sôi lửa bỏng, anh em vẫn mở lên tăng điểm. Không, mình bị chết bởi cái trường hợp này nhiều lắm nha anh em. Vừa di chuyển, vừa mở cái bảng tăng điểm, kiểu như tiết kiệm thời gian anh em ạ. Và rất là dễ chết luôn. Rồi, có cả bá đao vào nữa. Rồi, nó bêm nhau và mình chạy. Sau này mình rút kinh nghiệm rồi, mình muốn tăng điểm hay tăng các loại bí kíp thì mình sẽ trốn vào một góc để mình tăng. Như vậy thì anh em sẽ kiểm soát được cái bản đồ, nó sẽ dễ hơn, ít bị úp lén. Ba đao với cung lôn đã giao tranh tại khu vực số 13 và vẫn chưa có team nào lên 7 điểm số cả. Bây giờ vòng số 2 đã kết thúc rồi, vẫn còn 4 team. Trong đó mình xác định được một team bá đao, một team tiêu dao cung lôn và không biết còn team nào nữa anh em ạ. Thôi thì chúng ta chờ nha. Kèo này bạn tiêu dao chúng ta solo khá căng, hiện tại bên kia đã lên được Chí Tôn rồi mà chúng ta vẫn còn Ỷ Thiên. Do đó mình nếu mà mình bị bắt lại thì có lẽ anh em sẽ lên 7 điểm số. Cẩn thận nha anh em ơi. Như vậy là chúng ta chỉ còn có 3 đội trong bản đồ tâm ma. Đây, team tiêu dao và cung lôn đang có mặt tại khu vực số 9. Ôi, anh em chơi cái chiêu trận đầu luôn nè. Quá dữ. À, còn một tiêu dao khác nữa mình mất né rồi anh em ạ. Trời ơi, cái này là bánh mì kẹp thịt. Ui, rồi xong. Như vậy là chúng ta sẽ còn một tiêu dao nữa. Căng đó. Rồi bây giờ mình có bầu kích rồi. Một lóc. Chắc chắn là cung lôn không thể nào sống nổi. Quan trọng là anh em phải xử lý được tiêu dao. Nói chung bây giờ anh em nên di chuyển ở dưới ngựa đi nha anh em ơi. Gặp người là mình bóp chạy luôn nào. Quả thơm. Không gặp được ai, trời ơi, phí một cây quần thể kim càng, rất đáng tiếc luôn. Trời ơi, lúc nãy chúng ta chạy vòng ngược lại là có thể mình sẽ gặp rồi. Quá cay này mà, đây, cung lôn chắc chắn đi chung với tiêu dao. Vẫn là chiến thuật trận đầu, nhưng mà không biết cung lôn có qua đây, tiêu dao mất nẻ và lóc lên, rất hay luôn em ạ. Một cái lướt tuyệt vời và kết thúc được hai thành viên team đội bạn luôn. Ủa anh em thấy không, chiến thuật trận đầu không bao giờ gọi là sai luôn anh em. Quá hay.
kéo trượt rồi bé ơi. Thất thám trượt rồi bé ơi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa hồi lốc. Này, lướt vào, ui ui, kéo một cái hồi máu. Một cái lướt nữa nếu không lên ngựa. Và nó lên ngựa chạy rất lẹ luôn anh em. Thôi về thương nhân úp vỏ thánh khè nó cho nó sợ đi. Mình gọi là mình uy hiếp tinh thần nó cho nó sợ anh em ạ. Sợ chứ không anh em, nhiều khi mình đang tự nhiên ỷ thiên thấy con tiêu dao vỏ thánh, ô con này chắc ghê gớm lắm đây, ô nó gớm ghế chứ cũng nhiều lắm, thôi né né nó ra đúng không? Đó. Ôi cẩn thận chậm, cẩn thận chậm, mất né là như chơi luôn á anh em ạ. Đây đây đây, kéo 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 kéo. Rồi, thất thám cấu né mình rồi. Tiếp tục chúng ta lóc và trượt, tiếp tục thất thám và nó đã lóc mình. Nhưng mà lóc xong không có thất thám rồi làm cái quần đùa gì đây? Tàn phế rất lâu anh em ạ. Bây giờ hai tiêu dao đang đấu trí với nhau rất nhiều nha. Với tiêu dao thì anh em cần phải cấu được cái lượng né tránh của đối thủ thì anh em mới có thể tung chiêu hiệu quả được. Nếu mà không cấu né, chúng ta dồn hết combo vào tiêu dao nó né 100% luôn anh em ơi. Rồi, mình đang có ưu thế là về tấn công bạo kích. Nó đã mở tại khu vực số 4, chắc chắn nó sẽ chạy. Nó không thể nào ở lại đây mở rương đâu. Anh em hãy lên trang bị đi anh em ơi. Mình mua đồ cường hóa lên. Thứ nhất là mình áp đảo tinh thần nó. Thứ hai là mình sẽ có thêm sát thương một cái lướt. Trời ơi. Rồi rồi, nó cấu né. Nó thất. Đó, vừa cấu né mà vừa lóc làm chi nè. Tiếp tục kéo lại. Nhưng tiêu dao đội bạn đã lên né tránh. Rượt luôn, lướt luôn. Một cái bạo kích nó không ăn được thì mình ăn. Trời ơi, nó quay lại thì mình kéo nó. Cẩn thận, cẩn thận. Chúng ta đã bị tàn phế. Rất căng anh em ơi. Trời ơi, một cái lướt rất. Tí xíu nữa thôi. Nếu mà lướt cái đó lên bạo kích thì làm sao anh em, là mình mất mình luôn nha. Căng căng, cực kỳ hồi hộp cho cái pha vừa rồi. Anh em thấy lúc nãy là cái tình huống ở khu vực số 8 là tiêu dao bên đội bạn vừa kéo vừa lóc. Cái khoảng thời gian nó không cách giãn ra, dẫn đến là cái lóc không cấu máu được chúng ta. Anh em thấy là tiêu dao bên mình chơi chấp đó anh em. Không thèm úp lực chiến. Bây giờ anh em mà di chuyển qua ô số 3 là cẩn thận nha. Đấy, lướt lại. Lóc lên, trượt luôn rồi anh em ơi. Trộn những pha bẻ lái. Ta nói thần sầu của tiêu dao đội bạn. Mà tiêu dao đội bạn cũng hơi liều nha tình huống đó. Quay lại và không chạy. Kèo này hơi khoai anh em ơi. Tiêu dao thì mình bị cái né tránh nó làm cản trở một cái combo rất nhiều. Đó, phát hiện đội bạn đang có mặt tại khu vực số 9 và chúng ta lại sử dụng chiến thuật trận đầu. Bây giờ anh em mà di chuyển giữa mấy con tinh anh này chúng ta dễ bị mất né lắm anh em ạ. Trời ơi, nãy giờ tiêu dao mình mới ghé hỏi thăm sức khỏe thương nhân, không thèm mua đồ luôn kìa. Ôi ôi, chơi gọi là chơi sổ chấp luôn. Chỉ còn vài giây nữa là vòng số 3 kết thúc rồi và chúng ta vẫn đang cù nhây với nhau. Một sơ suất là dẫn anh em. Đây đây, mình mất né nha anh em ơi. Lóc lên thành công rồi, thất tám vào lính và kết thúc được tiêu dao luôn. Tuyệt vời. Và như vậy là Trần Tâm Ma đến đây đã kết thúc rồi. Nếu như anh em yêu quý Trần Tâm Ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau.